Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa rất là nhỏ và rất là độc đáo luôn, đến từ thương hiệu của Nhật Bản các anh nhé. Với mã hàng là MR7000, mã sản phẩm để em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhé. Với chất liệu được làm bằng đồng nguyên khối rất là bền và đẹp luôn, với thiết kế rất là nhỏ gọn cũng như là cực kỳ là độc lạ luôn, đúng không ạ? Đảm bảo độ đẹp theo thời gian, càng dùng càng mới, không hề lo bị bong chóc hay là bay màu đâu các anh nhá, cực kỳ là tuyệt luôn. Mẫu này thì các anh có thể lựa chọn làm quà tặng rất là thú vị cũng như là cực kỳ độc đáo dành cho những ai yêu thích đồ đẹp và đam mê lửa các anh nhá. Rất là nhỏ gọn luôn, cầm rất là vừa tay luôn, đúng không ạ? Được các chữ MR Smoke, thương hiệu Smoke ở phần bên trên này, cực kỳ là tuyệt luôn. Có mã sản phẩm đây ạ, model 1000 đây ạ. Mỗi bật lửa này sử dụng ga các anh nhé, các anh có thể quan sát thấy đúng không ạ? Ngọn lửa rất là đẹp luôn, cực kỳ là nhạy lửa, rất là tuyệt vời. Mẫu này thì mình sử dụng bình ga chuyên dụng cho bật lửa khi mà hết, rất là dễ dàng bơm lại khi hết các anh nhé, cực kỳ là tiện luôn, rất là đẹp. Với thiết kế rất là độc lạ, chắc chắn là với thiết kế rất là độc lạ cũng như là cực kỳ là đẹp luôn, các anh đam mê lửa cũng như là sưu tầm chắc chắn là không thể bỏ qua em này rồi, đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới, Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.